Xin chào các anh chị đến kênh Gia Trai Miền Tây. Hôm nay là ngày 20 tháng 4 2022, em lên một số mã đồ xưa như sau nha. Đầu tiên là em lên một cái tô lái thiêu màu siêu lớn luôn mấy anh chị ơi, tô lái thiêu màu siêu lớn rất là lớn nha, đường kính 19 cm. Tình trạng của nó có tóc như vậy nè, tình trạng có tóc như vậy nha. Em giao lưu cái tô lái thiêu màu mã số 1 với giá là 350 ngàn cho tô lái thiêu màu mã số 1. Thế này là mã số 2. Mã số 2 là một cái bình bông phù dung chim chỉ. Đây, một cái bình bông phù dung chim chỉ. Chiều cao là 45 cm là nghe mấy anh chị. Chiều cao là 45 cm, rất là lớn. Đây, 45 cm. Tình trạng tóc mờ một đường nhẹ trên miệng, ở dưới nó bị lát men chút xíu ở dưới vành nè mấy anh chị, bị lát men một tí xíu dưới vành nha. Em giao lưu có bình phù dung chim chỉ này, chiều cao 45 với giá là 2 triệu tư cho cái bình bông phù dung chim chỉ mã số 2. Mã số 3 là một cái chén chuẩn tàu. Đây, cái chén cốt rất là đẹp nữa anh chị, cốt men nước men đồ rất là đẹp luôn, chôn có chữ luôn. Tình trạng ở trên miệng nó có vẫy một tí xíu trên miệng như vậy, chứ nó có tóc mờ một đường bên trong, tóc một đường rất là mờ, vẫy nhẹ xíu. Mã số 3 em giao lưu với chén này với giá là 400 ngàn cho mã số 3. Mã số 4, một cái tô minh, một cái tô cúc tàu, cúc minh tàu nha, tô là tô minh nha mấy anh chị. Tô này đường kính hơi lớn, 15.3 cm, men còn rất là đẹp, nhưng mà rất tiếc là tình trạng của nó ngay chân chỗ này nè mấy anh chị thấy không, chỗ này nè nó có bị bể nè, bể gớt cái mảnh dán lại và một lằn tóc bên trong, lằn tóc từ đây qua bên đây được dậm sơn lại. Em giao lâu cái tô minh này với giá là 400 thôi nha, 400 cho tô minh mã số 4. Tiếp theo là mã số 5, một cái chén bách thọ, một cái chén bách thọ nha mấy anh chị. Đây, cái chén bách thọ đường kính là 13.3 cm. Tình trạng của cái chén bách thọ này là lành. Em giao lưu cái chén bách thọ này với giá là 550 ngàn cho cái chén bách thọ tàu, hàng chuẩn cổ luôn nha mấy anh chị. Lâu quá mới có mấy cái rồng này xuất hiện lại ha. Bốn cái bát con rồng nha mấy anh chị. Em quay tình trạng cụ thể cho mấy anh chị coi nha. Cái đầu tiên đây làm, cái đầu tiên làm nha, mã số 6. Đây là cái thứ hai, vẫy bằng hạt gạo phía trên, vẫy bằng hạt gạo thôi, tình trạng không đáng kể nha. Đây là cái thứ ba, cũng có bị vẫy bằng hạt gạo tí xíu, gờ tay thì thấy nha mấy anh chị, gờ tay thì thấy nó vẫy chút xíu gì nè. Đây là cái thứ tư, cái cuối cùng, cái cuối cùng này là mình nha. Hàng này chủng cổ, hàng này trên 200-300 năm mà nha mấy anh chị. Em giao lưu 4 cái bát con rồng tàu này với giá là 600 ngàn cho mã số 6. Mã số 7 là một cái tô bông tàu rất là đẹp. Đây, một cái tô bông tàu rất là đẹp, đường kính là 14.2 cm. Tình trạng là lành, tình trạng là lành. Chuẩn tàu, gớm tàu, chén bông tàu. Em giao lưu cái tô mã số 7 này với giá là 500 ngàn cho cái tô bông tàu mã số 7. Tiếp theo là mã số 8, hai cái dĩa tàu nha. Em quay tình trạng cụ thể từ cái, đây, cái đầu tiên đường kính là 14.5 nha. Đó, nó có xước men gì nè các anh chị, nó có vẫy men trên vành như vậy ha. Đó là mã số 8, đó là cái đầu tiên. Đây là cái thứ hai, nó có tóc
Đây, cái thứ hai nó có bị tóc như vậy. Xước men chỗ này một chút xíu. Em giao lưu hai cái dĩa tàu với giá là 550.000, 550.000 cho hai dĩa tàu mã số 8, đường kính là 14.5. Mã số 9 là một cái tô bông cúc minh đó nè. Đây, có tô tàu cúc minh. Mã số 9. Chỗ này bị nước men của nó này bị vẫy một chút xíu chỗ này nè. Em giao lưu cái tô minh này với giá là 800.000 cho cái tô minh mã số 9. Đây, mã số 9. Số 10 là một cái chén bông tàu. Chén này rất là đẹp nha mấy anh chị. Cái chén này rất là đẹp. Tình trạng là lành hết luôn nè mấy anh chị ơi. Tình trạng là lành hết luôn. Em giao lưu với giá là 450.000. 450.000 cho cái chén bông tàu. Tiếp theo là một cái chén Vạn Ninh. Một cái chén Vạn Ninh mã số 11. Đây, một cái chén Vạn Ninh mã số 11, đường kính là 10 cm, tình trạng là lành. Em giao lưu cái chén Vạn Ninh này với giá là 200.000 cho cái chén Vạn Ninh mã số 11. Mã số 12 là một cái bình trà Sài Gòn bông cúc dây. Bình này mini. Bình này 10 cm nha. Từ này 10 cm, lành hết luôn. Đây, bình này bình trà gốm Sài Gòn nha mấy anh chị. Bình này là bình gốm Sài Gòn. Nắp lành luôn, vòi zin, tất cả đều lành, lành tích. Em giao lưu cái bình trà gốm Sài Gòn mini mã số 12 với giá là 700.000 cho bình trà mã số 12. Mã số 13 là một cái chén cảnh tàu. Một cái chén cảnh tàu. Chỗ này nè, nó bị bể chỗ này rồi có làm lại mấy anh chị không? Thấy cái màu khác ha. Đó. Em giao lưu cái chén cảnh tàu này mã số 13 với giá là 150.000 thôi nha. 150.000 cho cái chén cảnh tàu mã số 13. Mã số 14 là một cái bình trà gốm Sài Gòn tích Sơn Thủy. Một bình trà gốm Sài Gòn tích Sơn Thủy. Quay tình trạng của nó. Quay tình trạng cái nắp trước nha. Đây cái nắp. Cái chân của nắp này có làm lại nha, bị bể làm lại nha, cái phần này nha mấy anh chị. Đây còn cái bình trà gốm Sài Gòn. Bình này chiều cao là 13.5. Bình này khoảng 2 lít nước ha. Đây tình trạng của vòi nè. Chót vòi này nó có thẩm mỹ. Chót vòi có thẩm mỹ nha. Gốm Sài Gòn. Em giao lưu cái bình trà Sơn Thủy này với giá là 1.300.000. 1.300.000 cho cái bình trà Sơn Thủy gốm Sài Gòn mã số 14. Mã số 15 là một cái hũ chu đậu hình con chim. Men còn rất là đẹp nè mấy anh chị. Men còn bóng khỏe rất là đẹp luôn. Hình con chim nè. Em giao lưu cái hũ chu đậu này với giá là 800.000 cho mã số 15. Mã số 16 là một cái tô. Một cái tô sen. Đó, một cái tô sen nha mấy anh chị. Đường kính của cái tô sen này là 17.5 cm. 17.5 cm. Tình trạng của nó nè, nó có vẫy men gì đâu mấy anh chị. Vẫy men trên này nè ha. Chỗ này. Này thì tóc một đường nhẹ. Em giao lưu cái tô sen mã số 16 này với giá là 850.000. 850.000 cho cái tô sen mã số 16. Mã số 17, em giao lưu một cái dĩa thời. Một cái dĩa này là thời Lê nha. Một cái dĩa thời Lê và một cái chén thời Lê luôn. Đây, tình trạng của cái chén thời Lê nó có tóc gì nha. Đây là cái dĩa thời Lê. Em giao lưu hai món thời Lê này với giá là 450.000. 450.000, mã số 17. Mã số 18 là một cái dĩa bông thời Trần. Một cái dĩa bông thời Trần nha mấy anh chị. Đường kính là 11.5 cm.
em giao lưu với giá là 650.000. 650.000 cho cái dĩa bông thời trần. Hàng lê và hàng trần này là tầm khoảng 4-500 năm rồi nghe mấy anh chị. Tầm khoảng là 4-500 năm rồi đó. Hàng này cổ, dữ lắm cổ luôn. Là cái mã số 18 là em giao lưu cái dĩa thời trần đó với giá là 650.000. Mã số 19 là một cái dĩa rồng tàu. Đó, cái dĩa rồng tàu vẽ sắc sắc luôn rồi mấy anh chị ơi. Xung quanh nào vòng tàu vẽ xuất sắc luôn. Cốt nó đẹp như vậy nè. Trắng đẹp như ngọc trinh luôn ha. Tình trạng của nó. Đây, ngay chân chỗ này nè mấy anh chị thấy không? Nó bị men chỗ này nè. Nó bị bể men chỗ này một chút nè, đó. Dưới tóc một đường. Em giao lưu cái dĩa rồng tàu này, đường kính của nó là 15.5 cm nha. Em giao lưu cái dĩa rồng tàu này với giá là 1 triệu. 1 triệu cho cái dĩa rồng tàu mã số 19. Mã số 20 là một cái tô cô Tô Thành móc xích. Ngoài sau có bài thơ luôn nè. Đây một tô cô Thành móc xích. Đường kính của cái tô này là 17.6 với mã là 20. Tình trạng của nó như vậy nè mấy anh chị. Ngay chân cái phần này nè, nó có thẩm mỹ lại, dặm sơn lại. Em nghĩ cho nó tốt hơn cái gì chỗ này mà có dặm sơn lại nha. Phần này nó cũng vẽ lại luôn nè. Em giao lưu cái tô cô Thành móc xích này với giá là 800.000 cho cái tô cô Thành móc xích mã số 20. Mã số 21 là một cái bù lệch sơn thủy màu gốm lái thiêu màu. Một cái bù lệch gốm lái thiêu màu, chỗ này lỗi lò nha. Này lỗi lò nha mấy anh chị. Tình trạng của nó, cái miệng nó có thẩm mỹ như vậy nè. Cái miệng nó có thẩm mỹ rất là đẹp. Đây, cái miệng thẩm mỹ rất là đẹp. Chiều cao là 25cm. Ngoài trước nó có một cái đường tóc nhẹ như gì nữa nè. Một đường tóc như gì. Em giao luôn cái bù lọt này, em bán thanh lý luôn nè. Em bán giá là 3.9 triệu. 3.9 triệu cho cái bù lọt lái thiêu màu. Sơn thủy lái thiêu màu. Là mã 21 ha. Mã 22 là một cái tô bông tàu. Hình như cái này là vẽ phụng nè mấy anh chị. Đây là con phụng. Tô bông với phụng luôn. Đường kính là 16.7cm. Tình trạng nó có tóc một đường như vậy. Tình trạng nó có tóc một đường như vậy. Em giao lưu cái tô bông phụng tàu này với giá là 500 thôi nha. 500.000 cho mã số 23. Mã 22. Mã 23 là một cái tô lông vót tàu. Đây, một cái tô lông vót tàu. Tình trạng nè mấy anh chị, nó có tóc một đường như vậy nè. Chỗ này nó có bị mẻ một miếng chỗ này ha. Đây, mẻ một miếng chỗ này. Em giao lưu cái tô lông vót tàu, đường kính là 17.5 với giá là 650.000. 650.000 cho cái tô lông vót tàu. Mã số 23. Mã số 24 nè, em thanh lý một cái bình sông bé nè. Cái bình này đợt trước em up lên cũng khoảng hơn chục người hỏi à. Nhưng mà hôm nay em có cái bình sông bé này nhưng mà nó không được lành, nó giống như vậy luôn. Đây tích là phước lộc thọ. Bình sông bé tích phước lộc thọ. Rất là lớn. Rất là lớn mấy anh chị. Chiều cao 44cm lận. Chiều cao 44cm. Nhưng tình trạng nó bị như vậy nè mấy anh chị ơi. Chỗ này nó bị bể nè, có thẩm mỹ lại nè. Thẩm mỹ không được đẹp lắm ha. Cái miệng của nó nè, nó có bị thẩm mỹ gì đó. Em thanh lý cái bình phước lộc thọ này với giá là 650.000. 650.000 cho cái bình bông sông bé phước lộc thọ. Phước lộc thọ đắp nổi luôn nha. Phước lộc thọ đắp nổi luôn. Đây, phước lộc thọ đắp nổi. Em giao lưu cái bình sông bé này với giá là 650.000 cho mã 24. Tiếp theo thanh lý cái bình mã số 25. Trời, mấy anh chị nào mua mấy cái bình này về thì coi rất là đẹp luôn nè. Bình dán đùi dế nha. Bình biên hòa dán đùi dế. Nền trắng khắc con rồng màu hồng rất là hiếm gặp. Chiều cao tới 47.5cm lận.
chiều cao 47.5cm, nặng vô phun luôn, quá trời nặng luôn mấy anh chị ơi, nặng khủng luôn. Mà tình trạng cái miệng của nó như gì nè mấy anh chị, nó tình trạng miệng nó có bể gì đó, có bể rồi dán lại, mảnh của nó là mảnh zin nha, mảnh của nó là mảnh zin của nó luôn, chứ không có làm lại, chỉ là dán lại thôi. Em thanh lý cái bình biên hòa này với giá là 550.000, 550.000 cho bình biên hòa cao 47.5, nặng quá. Mã số 25. Mã số 26 là một cái dĩa thọ, phụng thọ. Cái vành này là phụng, còn bên trong là chữ thọ. Tình trạng của nó nè mấy anh chị, đây tình trạng của nó có bị bể dán lại như vậy nha. Bị bể dán lại như vậy là có làm lại như vậy. Miệng thì bịch đồng. Em giao lưu cái dĩa phụng thọ này với giá là 750.000. 750.000 cho cái dĩa phụng thọ mã số 26. Mã số 27 là một cái dĩa song phụng. Một cái dĩa song phụng tàu. Tình trạng của dĩa song phụng đường kính 14.8 nha. Vẫy một chút xíu chỗ này. Chứ nó có tóc như vậy nha, nè, nó có tóc chỗ này. Em giao lưu cái dĩa song phụng này với giá là 550.000. 550.000 cho cái dĩa song phụng mã số 27. Mã số 28 giao lưu hai cái bát rồng sáng tàu, hai cái bát này rất là đẹp nè. Đây cái bát rồng sáng tàu nè mấy chị, đây. Cái bát này lành nha. Đây là cái bát thứ hai, rồng sáng tàu bát thứ hai, chôn có chữ luôn. Tình trạng có xước men chỗ này nè, dưới tóc một đường nhẹ chỗ này. Em giao lưu hai cái bát rồng sáng tàu mã số 28 với giá là 800.000 cho hai bát rồng sáng tàu mã số 28 nha. Mã số 29 là một cái bình sơn thủy gốm Sài Gòn. Đây một cái bình bông sơn thủy gốm Sài Gòn. Lâu lắm rồi mới có cái bình gốm Sài Gòn nha mấy anh chị. Hổm gài toàn là bình sơn thủy lái thiêu không à. Cái này là cốt là bán sứ nha. Bóng đẹp nè, mấy anh chị thấy không? Cốt là bán sứ rất là bóng đẹp. Tình trạng của nó cao là 39cm. Tình trạng của nó ngay chân cái miệng chỗ này nè. Có thẩm mỹ lại, chỗ miệng này thẩm mỹ bên phần này nha mấy anh chị. Đó, thẩm mỹ một phần bên miệng chỗ này. Em giao lưu cái bình sơn thủy gốm Sài Gòn này với giá là 2.500.000, 2.500.000 cho bình bông gốm Sài Gòn tích sơn thủy mã số 29. Mã số 30. Ủa sao viết hai cái lộn rồi trời. Mã số 30 là một cái ống nhổ sơn thủy, một cái ống nhổ tích sơn thủy. Đây một cái ống nhổ tích sơn thủy. Lớn nha mấy anh chị, 19.5cm. Màu sắc còn rất là đẹp nè, ống nhổ còn rất là đẹp. Tình trạng một chỗ bên vành này nè, nó có thẩm mỹ lại một chút bên vành này thôi nha, còn lại là lành hết luôn. Em giao lưu cái ống nhổ này với giá là 1.200.000. 1.200.000 cho cái ống nhổ sơn thủy lái thiêu rất là đẹp. Mấy anh chị ủng hộ em thì liên hệ qua số điện thoại là 0948851135 hoặc là 0374619838. Cả hai số điện thoại đều có Zalo luôn nha mấy anh chị. Đặc biệt đơn 500.000 em mới bao ship, đơn dưới 500.000 em không bao ship. Khách mới là cọc 200.000 em mới cho hàng đi nha mấy anh chị. Mấy anh chị ơi, mấy anh chị mua hàng em sẽ quay Zalo lại cho mấy anh chị coi một lần nữa. Thôi mấy anh chị cố gắng coi giùm em kỹ ha, để tránh tình trạng mà khi mà hàng đến nơi mấy anh chị lại nói em ơi khi mà quay Zalo rồi thấy không rõ, giờ ngồi đây ý không thích lắm này kia, tội nghiệp em lắm mấy anh chị ơi, gửi hàng về cho em bị bể bị vỡ đủ thứ cho mấy anh chị nói gửi về có mất mát gì đâu, sao không mất mát được, gửi về trên đường vận chuyển về mấy anh chị đóng đâu có như em đóng ban đầu đâu. Em quán rất là nhiều, mấy anh chị nào mua hàng bên em thì thấy cái cách đóng gói của em rất là kỹ đó. Rồi khi mà mấy anh chị trả lại bỏ đại vô thùng đóng về cho em bể hết trơn, em đâu có bởi vì tội nghiệp em lắm nghe mấy anh chị mua hàng thì coi kỹ giùm em cái rồi thôi trước khi đặt nghe mấy anh chị. Rồi những anh chị nào yêu thích kênh em thì nhớ đăng ký kênh, theo dõi, bấm chuông ha để thông báo khi mà video em phát lên thì sẽ thông báo nha. Cảm ơn mấy anh chị ủng hộ kênh em rất là nhiều.